bố mẹ đang sắp sửa đón một thiên thần mới chào đời. Bố mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ từ vật chất lẫn tinh thần. Nhưng tôi chắc chắn một điều, bố mẹ vẫn còn quên một thứ vô cùng quan trọng. Đó chính là nguồn nước. Và vì sao lại là nguồn nước? Muốn biết câu trả lời này, hãy cùng chuyên gia nước Enterby ngay ngày hôm nay xem hết video này nhé. Và tin rằng nó sẽ không làm lãng phí 7 phút của bạn đâu. Hơn hết, tôi hiểu rằng đứa con là tài sản quý giá nhất của cha mẹ và là tất cả các ông bố bà mẹ đều muốn bảo vệ con mình khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài, nhất là trong thời điểm con còn non nớt khi mới ra đời. Thế nhưng dù muốn hay không, con của chúng ta vẫn có thể gặp những tác nhân tiêu cực, mà một trong số đó chính là nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm clo. Người ta thường biết đến clo như một chất dùng trong xử lý nước sinh hoạt. Chúng là một chất oxy hóa mạnh, có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn rất mạnh qua hai giai đoạn: khuếch tán xuyên qua lớp vỏ tế bào vi khuẩn, sau đó phản ứng với lớp men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến sự phá hủy tế bào vi khuẩn. Và thông thường, các nhà máy xử lý nước thường bơm lượng dư clo trong nước để đảm bảo hiệu suất quá trình xử lý. Và vì thế, đầu giờ sáng khi bạn mở vòi, bạn dễ dàng thấy nước có mùi hăng khó chịu, đó chính là clo có trong nước máy đấy nhé. Các mẹ có biết không, da trẻ sơ sinh còn non nớt và rất nhạy cảm. Nên khi tắm cho trẻ bằng nước bị nhiễm clo, clo có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể của bé qua sự hấp thụ của da và mắt, mũi, tai. Và trong cuốn sách Nước nguồn sống khỏe của Martin Fox đã chỉ ra rằng 2/3 sự phơi nhiễm clo là do con người hít phải clo khi tiếp xúc với hơi nước và sự hấp thụ qua da khi tắm. Hơi chứa clo là khi đi vào cơ thể con người là chất kích thích đối với các mô, các phế quản trong phổi, là nguyên nhân gây nên các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản, đặc biệt là ở trẻ em. Triệu chứng lâm sàng của các bé bị nhiễm độc clo cấp tính như ho này, khó thở, đau ngực, nếu ngộ độc kéo dài có thể gây tổn thương đường hô hấp, tiếp xúc với mắt có thể gây tổn thương giác mạc. Và các nhà khoa học ở Anh, ở Mỹ đã nghiên cứu rằng và công bố phụ nữ uống nước chứa clo sẽ dễ bị sảy thai, tăng gấp đôi nguy cơ sinh con bị tim mạch, hở hàm ếch và bệnh về não. Bên cạnh những nguy hại về sức khỏe do tác động của clo dư, nó cũng là tác nhân gây biến đổi mùi vị, tạo mùi hôi trong nước gây cản trở cho cuộc sống và phải buộc con người tìm nguồn nước khác thay thế. Tiếp xúc với nước nhiễm clo trong quá trình sinh hoạt hàng ngày sẽ gây ra các bệnh về da. Do da bị tiếp xúc với clo sẽ bị gây mất nước, khô da, từ đó sinh ra các bệnh về da như ngứa, viêm da. Ngoài ra thì chất lượng nước nguồn sinh hoạt không ổn định cũng có thể gây ra những vấn đề như sau, như là bám cặn trong đường ống, làm tắc nghẽn các đường ống nước, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển sinh sôi. Tác hại thứ hai là bám cặn trong các thiết bị khác như ấm tiêu siêu tốc, lồng máy rửa bát, lồng máy giặt, khiến các thiết bị không chỉ mất thẩm mỹ mà còn làm giảm tuổi thọ, công suất sử dụng, đồng thời sẽ làm môi trường tốt tích tụ tạp chất vi khuẩn gây bệnh. Và khi giặt quần áo, có thể giặt tốn xà phòng hơn, quần áo sẽ bị khô ráp, nhăn nheo hơn, gây khó chịu khi mặc. Tác hại tiếp theo là gây khô da, tóc rối, rất khó chịu khi chăm sóc và làm đẹp. Không có gì để tranh cãi về tác dụng diệt khuẩn của clo có trong nước, nhưng điều đáng lo ngại chính là lượng clo tồn tại sau quá trình xử lý có tính chất oxy hóa khá mạnh sẽ gây ra một loạt vấn đề cho sức khỏe và đời sống sinh hoạt hàng ngày. Da trẻ sơ sinh còn non nớt và nhạy cảm. Tốt nhất trong 2 tháng đầu, bạn nên tắm cho trẻ sơ sinh bằng nước tinh khiết đun sôi để nguội với nhiệt độ từ 36 đến 38 độ C. Thực tế, rất ít ai phân biệt được sự khác nhau giữa nước sạch và nước tinh khiết. Nước sạch là nguồn nước mà chúng ta nhìn thấy ở mắt thường, thường sẽ là trong, không đục, không màu, giống tương tự nước mưa. Còn với nước tinh khiết thì ngoài việc nhìn thấy nó trong, sạch, thì đây là loại nước đã được loại bỏ hoàn toàn các hàm lượng clo dư, kim loại nặng mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Và khi loại bỏ được lượng clo dư trong máy thì bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng nước sinh hoạt, tắm rửa cho con, nước an toàn, ngăn ngừa mọi bệnh tật có thể gây ra cho bé do chất clo gây ra, phòng tránh được các bệnh về ung thư da liễu, nhiễm khuẩn đường ruột và hô hấp về bệnh về mắt. Hiện tại có những cách khử clo trong nước máy vô cùng đơn giản và dễ sử dụng. Dưới đây là 5 cách khử mà bạn có thể tham khảo. Phương pháp thứ nhất là đun sôi nước. Phương pháp Nhật sử dụng nước đun sôi là cách khử clo đơn giản và hiệu quả nhất, được nhiều người áp dụng. Nước đun sôi sẽ tạo ra một lượng nhiệt lớn, làm bốc hơi hàm lượng clo dư thừa trong nước. Đây là cách làm tương đối đơn giản nhưng cũng sẽ tốn kém nếu như khối lượng nước bạn cần là quá lớn. Và tuy nhiên, phương pháp đun sôi nước để nguội
và tắm là không thực sự phù hợp, mất thời gian, lãng phí cũng như không thực sự hiệu quả. Và phương pháp thứ hai là dùng bộ lọc than hoạt tính. Bộ lọc than hoạt tính là một phương pháp lọc hiệu quả, an toàn. Nguyên lý hoạt động của chúng là ứng dụng các hạt carbon trong máy để hấp thụ các tạp chất trong nước và khử hàm lượng clo có trong nước máy. Bộ lọc than hoạt tính sẽ giúp khử mùi tanh, loại bỏ các chất và hấp thụ clo rất tốt. Tuy nhiên, bộ lọc than hoạt tính sẽ không loại bỏ được các thành phần khác trong nước sẽ gây ra các vấn đề như trên. Và phương pháp thứ ba là sử dụng phương pháp thẩm thấu ngược RO. Màng lọc RO được ứng dụng công nghệ hiện đại nên được xem là giải pháp hiệu quả nhất trong việc xử lý nước sạch. Phương pháp này loại bỏ được gần hết các hợp chất dư thừa, tạp chất, mang lại cho bạn nguồn nước tinh khiết nhất. Màng lọc RO hiện nay được trang bị thêm nhiều lõi lọc thô và lõi lọc than giúp tăng tính hiệu quả lọc, giảm được áp lực tuổi thọ trong lõi lọc. Và theo nghiên cứu, cấu tạo riêng biệt của màng lọc RO chỉ cho phép nước tinh khiết đi qua và sẽ cản lại toàn bộ các tạp chất. Và vì thế, màng lọc này ngoài khử clo còn có thể lọc được cả cloramin trong nước. Tuy nhiên thì sử dụng máy lọc nước RO sẽ không phù hợp do tốc độ lọc quá thấp. Để đợi đủ nước tắm, có lẽ bạn sẽ phải đợi đến 5 đến 10 tiếng đồng hồ. Điều này sẽ không hợp lý. Phương pháp thứ tư là tạo thoát khí. Khi ở nhiệt độ phòng thì clo ở dạng khí. Chính vì thế bạn có thể làm cho chúng bay lên theo một cách tự nhiên để loại bỏ. Và với phương pháp này, bạn chỉ cần đổ nước có chứa clo vào thùng rộng để clo bay lên một cách tự nhiên. Phương pháp thứ năm là sử dụng hệ thống lọc nước tổng. Hệ thống lọc nước tổng toàn bộ ngôi nhà bằng phương pháp lọc liên hoàn, hấp thụ và trao đổi ion là giải pháp phù hợp nhất hiện nay với các gia đình. Với những ưu điểm như là không chỉ xử lý được clo, các sản phẩm phụ của clo mà còn loại bỏ được rất nhiều thành phần khác trong nước như bám cặn đường ống, bám cặn các thiết bị đun nước một cách tối ưu nhất. Ưu điểm thứ hai là phù hợp sử dụng cho gia đình, gắn trực tiếp vào đầu nước cấp tổng sinh hoạt cho gia đình, mang lại nguồn nước an toàn cho mọi người, cho mọi nơi trong căn hộ của gia đình bạn. Tuy nhiên thì cần lưu ý với phương pháp này, bởi để chọn mua đúng thiết bị chất lượng và giải quyết được vấn đề nguồn nước thì bạn bắt buộc phải lưu ý những điểm vô cùng quan trọng như sau. Thứ nhất là phải tìm những đơn vị tư vấn uy tín và có chuyên môn về nước, có quy trình xét nghiệm nguồn nước đầu vào để làm cơ sở thiết kế hệ thống lọc tổng. Vì mỗi hệ thống lọc tổng phải thiết kế theo từng nguồn nước cụ thể mới hiệu quả. Nếu không được tư vấn đúng nguồn nước với từng thiết bị sẽ dẫn tới hiệu quả xử lý thấp, không giải quyết được triệt để nước nhiễm clo và các tạp chất khác. Lúc này thì tiền mất tật mang. Và bạn nhớ hỏi xem đơn vị đó có phòng chuyên gia nước không nhé. Đây sẽ là giải pháp tối ưu nhất nếu bạn được giúp đỡ bởi các chuyên gia nước đấy nhé. Thứ hai là hệ thống lọc nước tổng cần được bảo trì định kỳ, dù cho hầu hết các phương pháp bảo trì hiện nay đều tự động thì mới đảm bảo được sự ổn định. Nhưng bạn yên tâm, những đơn vị tư vấn có chuyên môn sẽ thiết kế lịch trình bảo trì theo từng nguồn nước phù hợp cho bạn. Nhưng tốt nhất nên chọn mua các hệ thống lọc có chế độ sục rửa bảo trì tự động, đảm bảo được sự ổn định. Mua các hệ lọc bảo trì bằng tay rất khó để kiểm tra chất lượng trong quá trình sử dụng. Và cuối cùng là phải xác định được ngân sách đầu tư và nhu cầu sử dụng. Khi đi mua hệ thống lọc tổng, hãy chia sẻ với người bán về nhu cầu của mình. Ví dụ như tôi cần nguồn nước sinh hoạt nhà tôi an toàn cho bé sơ sinh, hoặc tôi cần một thiết bị có thể giải quyết được tình trạng bám cặn của máy rửa bát. Và như thế, nhân viên tư vấn sẽ giúp bạn lựa chọn được những sản phẩm nhanh chóng và phù hợp nhất. Chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không phải là một điều đơn giản. Bố mẹ cần tìm hiểu những kiến thức chính xác xoay quanh về sức khỏe của trẻ để con có thể phát triển khỏe mạnh. Hy vọng video này sẽ cung cấp nhiều thông tin về cách chăm sóc trẻ nhỏ qua nguồn nước sinh hoạt, giúp bạn hiểu được nước nhiễm clo là gì và tác hại như thế nào đối với trẻ sơ sinh. Và để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn, hãy bấm follow kênh chuyên gia nước Enterbuy ngay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.